chẳng. Tôi chắc không mời on đi. Nói mình ngủ mất rồi. Bên Quy Quy chơi vui hơn đâu. Cơ lơ cái bố. Đủ không xem một stream ta. Đủ danh ai luôn. Thích nghi dần à. Tôi đang Thế gặp một vấn đề bản quyền cái này, tự nhiên Facebook nó đánh bản quyền vô duyên cái này. Biết Facebook nó quy vào cái tội gì không? Bản quyền của tôi á. Đã. bản quyền á, Như tôi nha. like có âm thanh ấy à? Không có âm thanh. À, tôi không có gì hết, tại vì tôi đang bắn năm ban nay mà. Nhưng mà ông like danh AI. À, tôi làm cái sẵn đấy mà nó bảo cái sẵn cả là có chứa nội dung nhạy cảm. Không hỏi mình đâu có làm quần gì đâu mình nội dung nhạy cảm cái quần về gì đấy, thì tôi đang suy nghĩ là bình thường nhé, không tự nhiên nó đánh bản quyền không, nó đánh nội dung rồi xong nó bảo là nội dung nhạy cảm. Không hỏi mình làm cái đất gì đâu. Tôi báo Khánh để Khánh xử lý đi. Cái thực sự này buổi sáng giờ mình đang xuyên, tôi đang xuyên đóng răng bình thường luôn, chứ không có làm gì tới cái bộ cái bức gì đó. Bông ông like trên Facebook à? Bây giờ nó quản lý chặt chẽ lắm, không phải như ngày xưa đâu. Chứ mình thích là mình like. Like bằng OBS à? Mình bỏ cái nút ghê á, tự nhiên đang đi đang làm nè, tự nhiên đây đang làm nó đánh bản quyền ấy chứ, nó không phải đánh bản quyền, nó đánh thật nội dung. Tôi đang hoài nghi là có sự đang bị mắc bé á, con hiểu không? Chắc là có đằng nào đang nó đang bị mắc này kia, mình đâu có Hay là làm nó gbot nhỉ? Nó gbot á, nó gbot. gì. Họ nó bị bot. Cái thực sự mình đang suy nghĩ thì như nó đánh bằng tiền tôi làm gì, à, nó đánh nó thật tôi làm gì, có khi mình làm gì hết có định. Ờ gì ai? Mình có làm gì đâu mà nó đánh vậy, không hiểu thông báo bên em này. Ở đây nó hiện thông báo tất cả mấy ông admin, mấy ông bên tập viên page này, đéo hiểu tại sao luôn. Mình đang xuyên bình Nó còn thường. hỏi, nó còn hỏi là chú có bật nhạc gì bản quyền không đấy? Không bực em bực cái gì nãy giờ, còn còn cái tiếng game đây này. Ở vãi chưởng, rủ pháp sư à? Không không có rung bác sư, rung em à. Hiệu quả giúp máu gì mà nhanh thế? Anh nhìn đam kìa, anh nhìn đam này. Mẹ đam cứ như là đam khiếp vãi chưởng. Băng này em buộc cái mặt lên được thì xác 50 mà. Chưa có. Ôi Mà không hiểu sao tự nhiên cái hình như view này kiểu view bị ảo ấy. view bị ảo. Em cũng có cảm giác là view bị ảo. Tự nhiên mình đang xuống mình view kiểu đang kiểu view thấp mà tự nhiên nó một cái lên view cao như thế này sao mà mình không biết được. Đúng không? Xong rồi coi như là nó ạch xuống một cái, coi như Nó là ạch cho một ok cái luôn. mà giờ giờ mình gặp thêm mình cũng chưa biết được cái chuyện gì xảy ra nữa, tự nhiên nó vào nó đánh bản quyền một cái như thế, nó đánh sập như thế thì anh không biết được, gặp thêm mình không làm gì Đấy. hết. Cái lúc này bọn em bị ảo gì. Tôi chỗ hiểu. Trưa này có cái máy việt rồi anh Nói ơi, chung là trưa nay kiểu gì cũng sẽ có thông tin liên quan đến update. sao mà chị em báo anh đi, em báo anh tìm thông tin em cũng nghĩ cái điều này nó xảy ra. Ông Khánh nghe xong
Thank you.